cưới lên. Xin chào. Ông Kim sáng đi ra đường lộ đứng. Nhà mình trước cửa nhà mình có mấy cây chuối nè, cả nhà có buồn nè. Ừ. Chị Năm mình đi chợ về mua cho mình nè cả nhà bánh cuốn này, cho là bánh cuốn ngọt nè, ở Hàn Quốc thèm muốn chết luôn. Cái này là bánh lá này nha, rồi này là bánh da lợn. Mới đi chợ về bữa hôm nay về mấy ngày mà không ăn được cả nhà, hôm nay là chị Năm mới mua về cho ăn nè. Đi chợ trễ là không còn cả nhà ơi, chợ mình nó bán hàng á đắt lắm. Biết cái này gì không? Cái gì vậy? Cái này là bánh cuốn nè. Bà chị Nam bà thấy bà mua cho em nè. Ăn đi, ăn cho chàng bán họng nè. Gớt luôn bà. Ngon mà. Trời. Cột rồi, hôm nay không cột. Mấy chục năm mới được ăn. Hôm nay bà chị Nam mới đi chợ có thấy á. Rồi bà mua luôn. Hồi đó có. Giờ thời gian lâu á không thấy. Thấy chưa? Giờ nó mập cũng kệ. Thấy chưa? Ăn chưa? Hôm nay mà heo giái cúng heo á, rồi cái bằng xong rồi lấy thịt cả nhà mình ăn Tết luôn. Lấy thau xin thịt. Chị Nam, chị Nam ơi, cái thau đó được chưa? Nó từ đó. Đem thau xin thịt. Nó thì nấu cháo vậy rồi. Lắp cái gì miếng nấu cháo đi, nước sôi rồi bỏ vô nấu cháo thôi. Cái này nấu canh chua đi. Nấu cháo hả đâu? Mình nấu chua cá điều hồng không? Sơ sóc ra muỗng hổng cho mau này. Hay cá hú gì ha. Biết làm bún thì làm cháo thôi chứ đồ cái lòng cũng bội làm chưa. Cũng gói về vài đòn nữa rồi. Bà quay cuốn miếng chuối đi. Không cũng có miếng mỡ. Nè mình sắc thịt để kho rượu cả nhà ơi. Tính bỏ con này hả? Kho rượu rồi phải có mỡ chứ. Kho rượu có đó mới ngon đó. Ừ, phải có mỡ không thích vậy đó. Ừ. Chứ mà kho mà thịt không nó không có ngon đâu. Bà lựa cái thịt ban đi. Chứ mà cục nhầy chận ra sao chận được, nó mỡ không mà sao chận được. Con heo này ba nuôi bị béo phì. Mời cô 10 của mình cả nhà ơi. Chào mọi người. Ai mà coi nhiều video là sẽ biết cô 10 mình nổi tiếng lắm nghe. Ủa bằng tới gì bằng tới làm nước sốt mà mình nướng thịt heo á, đặt mình nhúng vô ăn ngon giống như heo quay. Đây là sốt hả? À, làm nước sốt. Cô 10 mình làm bằm tỏi để làm sốt để ngồi chấm. Để nướng thịt heo cái mình nhúng vô. Cái này là ốp để mình quay nè cả nhà. Quay trong cái lu. Cái này quay thì không đúng ha, cái này quay nhà. Quay lu ha. Đó. Cái này ngon không ca? Ừ. Miền Tây. Miền Tây. Nướng lò, nướng lu. Rồi cái này đầy nắp lại là nó hầm. Chắc khoảng 2 tiếng quá ha. Đựng sơ qua cho nó săn lại cái mình mặn tắt vô. Cho mình nướng cho nó giòn. Xong rồi mình đi rửa nha. Thì mình rửa xong rồi mới trụng cho nó được. Mình đào nặng tắt vô xong rồi bây giờ mình đâm nè mọi người. Mình đâm cho nó cái da này mình nướng cho nó phồng lên á. Cho nó phồng lên nó ngon á, mình nhúng vô cái nước sốt mà nãy mình làm á. Nước sốt mình đắng mỡ tỏi rồi xong mình nặn nước tương. Mình bỏ gia vị vô mình là xong. Mình nướng cái mình nhúng vô ăn ngon lắm. Tại vì mình chiên mà này mình không chiên mình nướng. Nhưng mình muốn ăn chua ngọt á thì mình để miếng tắt vô, còn nếu mình không ăn chua ngọt thì mình cứ để vậy. Nướng than mà cả nhà, cái này là than hồng. Đó, cô Mười mình làm cái nước sốt nè, nước tương. Này hồi sáng mình luộc chanh nha mọi người. Luộc chanh xong bây giờ mình ốp mình nướng. Nướng ở đầu mình bỏ cái nước sốt mình vô nè. Nướng xong rồi trộn nước sốt của cô Mười mình làm á. Xong rồi. Mà không cười trên trời. Em, mà có trời cười nói mà mày đỏ vô ăn công là cười gì. Hồi nãy giờ nướng giờ nó vàng chín rồi nè cả nhà ơi. Ôi. Cái ham không? Vàng ôm luôn. Rồi nó vàng ẻo luôn rồi nè cả nhà. Mười ăn cá không? Để hấp lại khỏi bỏ giá một gan bỏ giá này một luôn. Rồi cầm viên ra rồi hấp tiếp nè. Để mày. Nè tao lấy cho. Nè để em đi lấy cho nè. Sắc đây. Bây giờ sắc đưa đây 1600. Nè. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị ăn là cả nhà. Nãy nấu cháo rồi tùm lum hết trơn nè. Để. Có cái điều này. Để cất lần nữa 10. Đụng này ra đi. Còn mới làm đổ nè. Gớt lum hết trơn. Đem cho có một chuồng. Chồng con á thích ăn này kia lộn xộn. Chứ thịt không không khoái. Cái này cầm ạ. Con heo này nó bị béo phì. Bây giờ sau là cho dắt để đâu nè. Để này đây ăn đi. Hả? Mà có mình phải để ăn bên chứ. Trời nó hỏi thịt heo đâu có tiêu chơi rồi sao thấy mỡ. Thì heo bị béo phì hả? Dùm để bên đây nha. Để lại đi. Cái này là làm hai loại nha cả nhà. Một loại là nướng lu, còn loại này cô Mười mình làm nè, trộn cái sốt này đó. Bỏ đầy cùng luôn. Làm chưa chơi mà húp gọt gọt vậy. Ngon, sáng giờ đói lắm. Sáng mọi người sáng chưa ăn gì. Sáng giờ dọn dẹp nó chết luôn. Sáng giờ chưa ăn gì ai cũng chưa ăn gì chứ. Lo làm không, tại làm con heo rồi ra thịt rồi tùm lum hết trơn cả nhà. Cái làm đồ ăn này nọ đó. Nấu nhiều món nữa. Không sao bỏ cộng chuyện vô chị dạ. Để người ta hốt vào. Đeo ngoài cho người ta biết mình là người miền Tây. Wow. Cái này chấm nước tương rồi phải không? Cái này là trộn rồi đó. Rồi thêm một dĩa nè. Ngon mà. Ngon mà có cái ý là cái màu cái đứa kìa. À, thế là vậy đó, chỗ nào cũng nướng không nha. Nhưng mà ăn là không đụng thôi đâu sao mọi. Hay là thấm vô nó bị sao? Ăn nào đây? Ừ. Ăn này thử ăn hai cái loại nè. Vậy cô mua hai thằng rồi. Dặn vô, vậy có dặn không? Nước tương dặn vô. Ngon. Hôm nay mình ăn hai loại. Ngon lắm. Ăn đi muội. Cái đó ngon lắm. Ăn đi rồi mà sao không sắc cho thịt trên cầm ăn nè. Mà không dám ăn. Về bên ăn dưa leo ngon á, dưa leo bển không ngon, dưa leo đây vậy. Bữa chủ nhật bán 2 kg 15 ngàn. Rồi nó ngon vậy. Cha chơi. Vô ăn đi. Đúng rồi. Vô ăn nè. Chị ra nước rồi nè. Ăn đây ăn kia hai sòng. Ăn hai sòng. Xin chào. Ăn hai sòng luôn nè. Trời ơi. Bi bi. Xin chào bi. Thôi chị ơi. Đúng không? Chị sắp nữa. Để bển làm nước này nè. Mua thịt về đụng cho nó ấy chiên cũng nhúng cổ bi gan gì đó. Với mày bển cổ chảo nước đó, cổ bi gan gì. Bển nước tương thiếu gì cái da nó chưa có giòn. Cái miếng nước ha. Cái này là nước lò mà cái da nướng cổ da góp góp. Nghĩ mình ăn một cái nấm còn giòn nữa. Tại cái này hồi nãy là không có tha nhắm. Beau. Hả? Beau. Rồi. làm sao chỉ chồng con mình. Trời ơi, ông nói là ông muốn học làm, muốn học làm món này nè, cái sốt này nè. Chúng ta ăn chứ được không? Nó bỏ đường nhiều lắm á. Đường nhiều lắm mới ngon. Với bột bột nữa. Có ra hả? Có chị ăn mỡ hả? Ừ. Khoái mỡ hả? Kiểu như thịt ba chỉ đó, ba gọi á. Có mỡ cái thịt mới khoái. Còn thịt nạc không khoái. Thịt nạc không kiểu dăm dăm nó không khoái. Nó thịt tiện nấu nó nóng ngon. Ngon lắm hả? Ăn lại đi. Cái bảy ở Việt Nam á, mà tự nhiên đi làm món này. Bây giờ không dám ăn nước tương. Ủa quên rồi, được ăn tương nha. Không mời nhúng thật. Ăn thử miếng ngọt quá cho ba nằm. Đó bà mới cưới mẹ. Thôi đất ơi, nó lượm. Cái dao lột cha ơi. À. Cái dao này mài cái nữa chắc hết luôn rồi. Mài quá trời mài nè. Xài cái màu. Ừ. Hỏi gì vậy? Hết biết luôn. Nhà mồm dỗ còn hết biết rồi. Sao mở nhà? Ba gọi mà ăn gì nè? Trời đất ơi. Mở ra ăn. Coi cái này. Nốt cái đầu mắt không? Cái này không ăn được đâu. Chị hỏi chồng mẹ. Hồi sáng quên dặn cho 5 mua rau mà bà mua luôn. Giờ mới có rau ăn nè. Có ăn không ngon nè. Hết chưa? Má chết sốc. 진짜 배워보고 싶어. 응. 배워서 한국에서 해먹고 싶어. Có món gì vậy? Ngon mà. Rồi trò sang qua cái mười. Sáng cái sốt này nó ngon nè. Nó nằm. Tỏi á, tỏi mới nó có mùi nó không ngon, cái này lâu rồi làm. Làm tỏi sấy hả? Chứ không phải tỏi tươi hả? Làm tỏi sấy chứ. Ủa tỏi sấy hả mười? Ừ. Tỏi rồi sấy ra vớt ra lấy cái tỏi đó. Để mình muốn ăn chua ngọt hay gì đó mình nặn cái chanh vô thì nó chua ngọt. Muốn ăn ngọt không thì ăn ngọt. Tại mình thích mình nó ngon chứ còn không vậy nào. Từ bánh bác chuyên gia ba làm này cho mấy nhỏ ăn cái gì nè. Làm hoài. Bữa nay không lưỡi quá trời mẹ không lấy con lưỡi của ăn hả chị? Ừ. Có không? Nãy có lấy mà. Còn con lưỡi ngon. Nãy có lấy cái này nè. Nó là cái cây đó. Vậy nãy chắc không biết. Em lấy đại con lưỡi lấy tròn tròn. Được rồi. Được rồi. Sơn hồng. 미원. 마늘. 마늘 볶아서. 응. Mày mở rồi phải không? Không. Mới thịt nấu ăn tới giờ mà còn giòn gốc gốc. Mình hấp mình ra thấy. Không gấp mở lại chán không bệnh. Con không ăn được nè. Để ở ngoài. Bây giờ con còn ăn mỡ đó chứ ngồi nhỏ nhỏ con đâu ăn mỡ. Nhỏ nhỏ con thịt ba chỉ ba ghẹ thịt con ghẹ lắm. Con ăn thịt không mà bỏ mỡ lại bị chửi ông sùm đó. Một mâm thịt mà nghĩ ra gấp hai đứa gấp dính cục. Cháo cũng ngon ha. Nãy giờ em chưa ăn cháo sao? Cháo ăn. Ăn chung là cháo. Hồi chị ba múc về trai múc nè. Đừng có ăn hết đó. Giờ Tết tới nè. Mai hái mùng tơi nấu canh với trái mớp. Cái nào kho tiêu. Sườn kho tiêu ăn. Ngày đông người đó nóng dữ nhiều quá nha. bởi Hạ Dương với mẹ thiếu. Hạ Dương chút thì không sao chứ thiếu thì ăn thì đang ăn thiếu. Rau mà có bột vàng cũng không có ăn được rau gác gì chứ. Cộng gạo ở mồng. Là chuẩn bị đi Đà Lạt. Cạt đám cưới hàng kìa. Đã không cạt đám cưới hàng qua Tết là cũng. Ừ. Qua Tết mười mấy mới đi nó vậy. Đám cưới hàng cũng mùng 9 à. Ừ. 18, 17, 18. Thôi hôm nay quay đến đây thôi các nhà, bye bye nha. Bye bye.